Hôm qua, công ty đầu tư và phát triển Đại Hưng Thịnh đã nhận được giấy phép trở thành nhà phân phối chính thức của công ty thương mại dịch vụ Phương Oanh. Công ty đầu tư và phát triển Đại Hưng Thịnh là công ty được kết hợp bởi công ty Thiên Đường Châu Á và công ty bất động sản Hưng Thịnh Phát. Ngành nghề chính của Đại Hưng Thịnh là đầu tư và phân phối thực phẩm công nghệ cao. Với việc chính thức trở thành nhà phân phối của Phương Oanh, Đại Hưng Thịnh sẽ giữ quyền phân phối độc quyền sản phẩm tại Việt Nam và một số nước châu Á khác. Theo đại diện công ty, việc phân phối sản phẩm vẫn sẽ chủ yếu dựa vào kênh phân phối truyền thống hiện nay, tức là thông qua các nhà thuốc Tây, bệnh viện, trường học và phòng tập thể hình. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng phát triển chuỗi phân phối trên khắp 63 tỉnh thành để đưa doanh số sản phẩm đạt 50 tỷ đồng trong năm 2016. Ngoài ra, tham vọng của doanh nghiệp là có thể phát triển chuỗi phân phối đến các nước khu vực từ năm 2017. Năm 2017 là Đại Hưng Thịnh là phân phối cho những nước lân cận như là Campuchia và Singapore, Mã Lai. Những khu vực này là những cái nước lân cận của Việt Nam nên dễ tiếp xúc với con người Việt Nam và văn hóa cũng tương đồng với người Việt Nam. Cũng theo đại diện doanh nghiệp, từ trước khi chính thức nhận được quyền phân phối, Đại Hưng Thịnh đã tiến hành cuộc khảo sát thị trường trên khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Kết quả có đến hơn 80% người được khảo sát trả lời ủng hộ Đại Hưng Thịnh giành quyền phân phối này. Do đó, doanh nghiệp rất lạc quan về kế hoạch kinh doanh của mình.